Rồi và ngày hôm nay mẹ có lên sản xuất xong á cái vlog về áp chót N-1 là chuyện mà hôm trước mẹ cũng dạy lớp mình rồi đấy. Thì sau ngày hôm nay kết thúc buổi học xong chúng ta cũng thật thòn lại vào trong cái vlog đấy chúng ta xem lại để nắm rõ về quy tắc áp chót nhé. Bởi vì ở trong cái vlog đó là mẹ trích thêm rất là nhiều những cái ví dụ thực tế về nghe băng ở trong sách cũng như là những đoạn trong phim á mọi người. Thì là chúng ta sẽ có xem thêm nữa để ghi nhớ rõ hơn về cái quy tắc áp chót N-1 nhớ chưa nào. Rồi, Châu ré lên nào. Rồi, đây là Học viện Wonderhu nào. Nói. Chào kỹ năng Wonder Who Kyo Won im nỉ ta Kiêu Uôn là cái mẹ gì? Con này láo ghê á. Học Hắc viện mà là Kiêu Uôn á. Uôn là viên phiễn. Thế Hắc còn là học thì sao? Thế còn chữ học? Kyo Học nào này mà không tên là Kiêu? À, học thì nếu mà con muốn lấy học thì con phải lấy học trong từ học sinh chứ. Học sinh là gì? hắc phèn Thế thì đây phải lấy cái từ học từ ở đấy xong lắp vào chứ. hắc à hắc À, à cái gì? à hắc côn À, à ha côn à dọc dọc kỳ nưng quan nơ hu ha côn kim nì tạc im nì tạc. mẹ thật sự muốn xé cái thanh quản con trâu này ra bởi vì cái từ giò ki đây này đéo gì mà cứ phát âm thành giọt ki này làm cái đéo gì có cái mẹ gì mà phải kéo âm nó xuống thành giọt ki làm cái gì hả Châu? Châu có thấy mình vô lý không? Ghép Giọt chữ Hán thì kỳ sai đằng chữ Hán phát âm thì giò ki thì vu lên thành giọt ki là cái đéo mẹ gì. Con có cần phải mẹ tua băng lại cho con nghe xem con đã phát âm như thế nào không? Giò là giò và ki là ki. Mắc cái gì phải kéo? Hà Châu! vâng Làm lại đấy! giọt kỳ nên Rồi! ha quân ha ha quân nim nì tạ Ha quân từ bốn người Hàn nào nó nghe ra ha là cái quân học viện. ha quân Kết hôn thì kết hôn cái nhịp độ nó vẫn phải giữ nguyên chứ cháu. Kỳ nghỉ hè lần này em dự định là sẽ đi làm tình nguyện đấy. Thế cái học viện của người ta cứ ha quân thì có ra cái học viện không chị? Làm liền vào cảm thấy không làm được thì gõ đi, tự đưa cái tay lên mà vỗ đi. Hai bàn tay không vỗ được vào nhau thì lấy cái tay tự vỗ vào mồm mình ấy. Làm lại đi tay xuôi ý biên. giọt kỳ nên quân to hô hắc quân nghiêm nghị tạ Không được. Tại sao con có một cái sự ngắt ở đây trong khi đây hoàn toàn không hề có cái dấu hiệu nào hay là có một cái bất kỳ một cái gì biểu thị rằng là mình ngắt ở đây? Và tại hắc sao con không nối âm quân cái phụ âm cuối này qua tiếp bên đây đi? hắc quân nghiêm Đấy, nôm nghị na là như tạ thế, làm lại đi. Mềm mại tình cảm xem nào. giọt kỳ nên quân Lại to cứ dọc hô kia đi, trời ơi! Sửa đâu đến đâu thì nhớ đến đấy đi. giọt kỳ nên quân to Cháu hô ơi, cháu mà. Giò kỳ nên. Rồi là con đang luyện nói hay con đang chửi vào mặt mẹ? Làm nhẹ nhàng tình cảm thôi. Giò giọt kỳ kỳ nên. nên Cháu nghe thấy cô nói không? Cô gào lên là việc cô gào lên, nhưng khi cô nói câu tiếng Hàn cô vẫn thanh lịch. Giò kỳ nên. Nghe ra không? Rồi cứ giò kỳ nên. Rồi là mình dọa ai? Nhẹ nhàng tình cảm thôi, thả lỏng mềm mại tình cảm ra. Your kỳ nên, you follow me right now. giọt kỳ nên Tại sao your kỳ nên, tại sao phải nén và phải ngắt ra như thế hả Châu? Mẹ có nói như thế đâu, bây giờ mình bảo follow me right now. Your kỳ nên, ba cái âm thanh nó đi với nhau rất mềm, rất liền mạch như thế mình. Your kỳ nên là cái gì, là cái thể thống gì hả Châu? Tụi Châu sáng nhất hôm nay. giọt kỳ nên Đáp lại. Ít nhất phải được như thế. Giờ kỳ nến. Với cả đừng bôi chữ kỳ ra. Mẹ nói rồi. Cho kỳ giọt nhẹ xuống là tự nó nhanh sang chữ nân không à? Tự bọn con bôi treo cái kỳ lên làm chữ kỳ nó bị dài ra. Đâm ra nó rất là mất tự nhiên. Giờ kỳ nến. giọt kỳ nên Lại cứ giọt giọt đấy. Nó phát điên đấy.
Giò ghi nến. Giò. Đúng rồi, giò. Giò ghi nến. Giò ghi nến. Kỳ đâu? Hả? Giò ghi nến. Đừng có treo nó lên. Treo nó lên là nó bị giò ghi nên là nó làm cái ngũ điệu nó rất là cứng. Có mỗi ba chữ thế này thôi mà để sửa mãi này, rồi đến lúc mà làm thế nào để thành được cả câu, rồi định học tiếng Hàn đến thế nào đây hả Châu? Ừ. Mẹ nói nghiêm túc về cái chặng đường nhìn xa trên 10 km cho Châu nói riêng và mọi người nói chung đấy. Những chữ rất đơn giản như này mẹ nói mà không kịp tiếp thu nhanh đi thì đến khi nào mới định tiếp thu hả Châu? Nói lại ba chữ này sao nào? Giò ghi nên. Đỡ hơn nha, đỡ hơn. Nhưng mà cứ phụ nữ chị em gì mà nói cứng vãi cả đàn ông ra. Ha gua nim ni ta. Nhắc lại cho mẹ. Ha gua nim ni ta. Ha gua nim ni ta. Mẹ bắt đầu không có hắc lên đâu, chỉ có ha thôi đấy. Ha. Ha gua nim ni ta. Bây giờ lại cứ phải viết lách ra từng tí một như này thì đến khi nào chúng ta mới kết thúc được cái lớp sơ cấp 1 này hả mọi người? Rồi nó trôi đi đâu rồi? Đây. Lại viết ra cho kỹ này. Sau này là cái việc viết này là viết trong não của bọn con thôi, chứ không phải là cái câu nào mẹ cũng viết ra cho này cho mọi người nhìn đâu nhá. Rèn để cho nó thành kỹ năng. Nhá. Nghe cho kỹ. Rèn để thành kỹ năng. Còn để mà viết tách ra như này này. Phụ âm cuối chuyển qua bên đây này. Phụ âm cuối chuyển tiếp qua bên kia này. Kèm theo biến âm này viết này, ai viết được à? Nhưng làm như thế này nó rất là mất thời gian. Và điều này là điều không cần thiết. Chúng ta rèn để thành kỹ năng thì mình có thể nhìn nhanh được là phụ âm nào chuyển qua bên nào như nào luôn được mà. Thế bây giờ giả bộ như mẹ đã viết thành mẹ ra như này rồi, con Châu chỉ đọc nguyên đúng theo cái ngoặc đỏ này như này cho mẹ thôi, có đọc được không? Yêu cầu nhá, đọc đều một hơi, đi đều một hơi, không nhấn quá mạnh là được. Ha coi kim nị. Ha coi nim nị ta. Làm chậm, làm cứ bình tĩnh thôi nào. Cứ để cho bực hết cả mình lên đi. Ha coi kim nị ta. Chỗ này là kim à? Hả? Nim nị ta. Châu mà người học bây giờ là có dép của mẹ vào thẳng mồm Châu rồi đấy, Châu có biết không? Bây giờ đọc có mỗi 5 cái chữ này lên thôi mà không đọc được thì mình có nên học không hả Châu? Làm được tay. Ha qua nim ni ta. Vâng ạ, à, thế thôi, ha qua nim ni ta. Ha qua nim ni ta, nhẹ nhàng tình cảm. Thế thôi, à. Cứ để điên lên thì bắt đầu mới làm được. Đúng là cái loại gu mặn. Không thích nhẹ nhàng tình cảm chứ gì. Tiếp tục nha mọi người. Mọi người để ý thêm cho mẹ là trung tâm ngoại ngữ, học viện về ngoại ngữ thì mình thêm chữ O vào đằng trước. Chữ O là chữ ngữ ở trong từ Hangugo đấy mọi người. Đó, thêm chữ O này vào. Thì phát âm thêm mỗi O thôi thì thêm vào bình thường. Con Châu phát âm lại. Thêm đúng chữ O vào, còn lại giữ ý nguyên của bên kia cho mẹ là được. Châu làm. Quân to hu O. Châu ơi. Con đừng có ra gió nhiều, mẹ bảo là bây giờ mẹ thêm chữ O vào, con làm thêm phần có chữ O vào, remain nguyên cái phần 5 chữ kia cho mẹ, con đừng có làm xong con đơ hư bội. Bên đấy làm còn đang lỗi bỏ mẹ, còn chưa kịp sửa đến, cứ thích tông vào để làm gì. Bây giờ nói bằng tiếng Việt thôi, order là nói bao nhiêu chữ, nói chỗ này chỗ kia tôi còn nghe còn không thủng hả Châu? O. 6 chữ này hộ cái nào. O. Ha. Qua. Nim. Ni. Ta. O. Ha. Qua. Nim ni ta. Mọi người nhìn được dấu chưa? Ờ, ha qua nim ni ta. Nhìn kỹ lại dấu này. Mẹ nói rồi. Các con ra đời, các con muốn phát âm thế nào kệ bà nội các con. Còn bây giờ mẹ đã đánh cái dấu vào đây rồi thì các con ít nhất các con phải có cái ý thức rằng là mở to cái mắt ra và nhìn xem mình đang được cho dấu gì chứ. Ờ, ha qua nim ni ta. Chưa đúng. À, bây giờ con đừng nói tiếng Hàn nữa. Con đọc tiếng Việt cho mẹ xem mẹ đang đánh 6 cái dấu gì ở đây. Huyền ngang ngang. Huyền huyền. Huyền. Vâng ạ. Rồi mình làm lại xem mình có đảm bảo đúng cho mẹ là huyền ngang ngang huyền huyền chưa nào. Ờ. Hắc qua nim ni ta. Nim là ngang hay là huyền? Nim ni ta.
Mẹ hỏi câu nào trả lời câu đấy. Huyền ạ. Nãy con phát âm là Nim mà con trả lời là số Huyền hả? Mẹ đang hỏi là Nim. Theo như mồm con phát thanh ra là ngang hay Huyền? Dạ ngang ạ. Dạ vâng ạ. Đấy, mọi người thấy không? Vào một lớp học ấy thì nó phải có quy có củ. Order dấu nào phát âm dấu đấy. Hỏi câu nào trả lời câu đấy. Nó là cái lớp học, chứ đây không phải là câu lạc bộ. Đây không phải là câu lạc bộ sở thích. Em thích học tiếng Hàn, em đến em giao lưu. Em gặp bạn Hàn Quốc, em gặp người này biết tiếng này, em gặp người kia, em muốn nói làm sao, miễn là em có cho vui, em thành câu là em cảm thấy hài lòng rồi. No. Quy chuẩn của lớp học này nó khác. Và yêu cầu của mọi người là phải làm được theo đúng từng cái order rất là nhỏ, xương xương vậy thôi. Từng cái dấu nhỏ như thế này mà không tập trung để làm được thì làm sao làm được câu dài. Ở Hà Quang Nìm Nì Tà đang nói remain 5 cái này cho mẹ, nhưng mà con Châu vẫn cho này cứ hắc tông mờ tông lên này, con chưa thèm nói cái chỗ này đâu nha Châu nha. Nghe kỹ lại. Ờ ha qua nìm nì ta. Làm chậm thì chậm nhưng cũng phải đúng nhịp độ. Làm lại. Ờ ha qua nìm nì ta. Tốt. Tăng tốc lên. Ờ ha qua nìm nì ta. Đúng, đi đều. Tại sao đến đây lại bắt đầu lại ngẫm lại phải rơi ra? Mẹ bảo rồi, không làm được đúng nhịp độ ấy thì nhấc cái tay lên mà gõ đi. Đừng có hên xui. Còn bây giờ con được quyền chọn nhá, nhưng nếu bây giờ mà câu này con không gõ mà con làm mà con sai nữa là mẹ cho con out ngay lập tức khỏi buổi học ngày hôm nay nhá, không nói nhiều nhá. Đi học là phải tập trung. Chứ không ai dỗ dành mãi nhiều được đâu. Ờ ha con nim ni ta. Trời ơi, perfect luôn ý. Nó cứ phải để đến lúc mà phải dọa cho ra chuồng gà đến nơi rồi thì hồn nó mới về, phải không Châu? Em ơi, mẹ mệt lồn với Châu lắm ý. Châu muốn nghỉ ngơi chưa? Không sao. Con điên thì mẹ hỏi là muốn nghỉ hay chưa thì dạ chưa hay rồi, chứ không sao là sao cái bao. Đã bảo rồi, hỏi câu nào trả lời câu đấy. Châu muốn nghỉ ngơi chưa? Dạ chưa ạ. Tiếp tục. Đây nhá, Wonder Who nhá. Wonder Who là nói theo kiểu của người Việt là tưng 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 là ngang ngang đúng không? Nhưng mà vào tiếng Hàn mẹ đã nói với chúng ta quy tắc là gì? Gọi tên người Việt hay là những từ của tiếng Anh mượn sang tiếng Hàn thì vẫn phải tuân thủ gì ạ? À? Cả lớp cùng comment nhá. Nếu Châu biết thì Châu cứ nói, còn các bạn vẫn đều phải comment đi ạ. Khi chúng ta phát thanh từ mượn là mượn tiếng Việt hay là mượn tiếng bất kỳ tiếng đéo mẹ nào sang tiếng Hàn cũng được, vẫn phải phát thanh tuân thủ cái cụm từ đó. Nguyên tắc gì? Huyền ngang ngang. Ôi trời ơi, phải tuân thủ nguyên tắc phát âm của tiếng Hàn là cái nguyên tắc gì hả con Nhi? Con comment như vậy một cái câu nó vô tri vậy. Thôi được rồi, là nguyên tắc phát âm của tiếng Hàn, nhưng mà nó gọi là cái tên là nguyên tắc phát âm gì hả Nhi? Comment cho mẹ một cái đáp án nó hiểu đi một chút đi Nhi ơi. Chú Minh à, cứu em cần hô hấp gấp, em tắc thở quá. Rồi Châu. Vâng ạ. Con nhìn ra chưa? Vâng ạ. Con đã biết vì sao nãy mẹ nói con đã yếu còn con ra gió chưa? Mẹ order có 6 chữ cuối thôi mà con tông mẹ cả 9 chữ vào, trong khi cái chữ đấy còn làm đã ra được ra gì đâu. Giờ mẹ mới xử lý đến đấy nè. Có ai trên đời dạy kỹ như mẹ không? Mà các con thì đéo thèm quan tâm ấy. Nào! Bây giờ cái Wonder Who này phát âm bằng tiếng Hàn thì phát âm như nào đây? Wonder Who. Tốt. Chúng ta phải giữ dấu cho nó, đúng không nào? Đó, vào đầu mày Huyền nhá. Châu sáng nhất ngày hôm nay. Vì ngay từ đầu buổi học hôm nay mẹ đã có ý định là đăng toàn bộ phần ghi hình buổi học của ngày hôm nay lên công khai cho cả thế giới xem. Mặc dù đây là buổi học nội bộ và những người phải bỏ tiền ra mới được học, nhưng mẹ đã có ý định ngay từ đầu đăng công khai lên rồi. Thì sau ngày hôm nay sẽ rất là nhiều khán giả comment Châu ơi, rồi tò mò mặt của Châu, xong rồi kiểu ôi hâm mộ Châu lắm cái này kia. Thâm niên đăng bài giảng lên trên mạng mẹ biết rồi, kênh TikTok của mẹ chúng nó gọi tên rất là hâm mộ bạn Nga. Xong rồi kiểu Trang ơi, Trang ổn không cái này kia đó. Châu là Châu sáng nhất ngày hôm nay. Rồi mời Châu phát âm lại 9 chữ này cho mẹ. Giáo kỳ nên
Quần to hu. Cháu ơi! Mẹ order 9 chữ cơ mà. 9 chữ này ở trên cơ mà, rồi con lại thích ra gió 12 chữ không? Vâng. Con đúng xứng đáng là con sáng nhất ngày hôm nay chưa? Mà có sai không? Nếu mọi người chưa nhớ, mẹ sẽ nhắc cho mọi người nhớ. Con trâu chính là cái con mà buổi đầu ấy, trước khi mà lên sóng là mẹ có vớ được con trâu này, mẹ nói là để cho mẹ gọi thử để mẹ test âm thanh và hình ảnh thì con trâu nó có lời nhắn nhủ với mẹ là mẹ chửi con thiệt là nhiều vô đấy. Rồi các con thấy mẹ tròn tròn vẹn chưa? Gần đấy phút trôi qua mẹ đã chửi trâu được câu nào chưa? Âm lượng có to, cách nói chuyện có cọc cằn, nhưng mọi người lọc thử hộ mẹ xem mẹ đã chửi trâu được câu nào chưa? Mẹ quá là bội bạc khi những điều mà Châu mong muốn mẹ không có chiều. Thế nhưng mà Châu thì vẫn cứ luôn luôn là cứ làm cho mẹ phải điên rồ lên. Con này bây giờ 9 với 12 nó không biết đường đếm nữa. Nãy mình order nó phát âm 6 thì nó phát thanh thành 9. Bây giờ mình order 9 thì nó phát thanh thành 12. Châu có thật sự ổn không Châu? Không sao ạ. Không sao nghĩa là ổn chứ gì. Rồi bây giờ con đã nhìn rõ 9 chữ vàng cần phát thanh giờ này chưa? Vâng ạ. Nì xua. Uồn to hu. Ở ha cua. Nim ni ta. Rồi nó mắc sao lại phải ngắt. Không hề hài lòng. Làm lại. Uồn to hu. Ở ha cua nim ni ta. Ôi nhỏ ơi. Ôi mẹ nghĩ là mẹ muốn khóc luôn á. Cái nước mắt mà nó chan cùng với tiếng cười luôn á. Tại vì là mẹ vui quá mà. Mẹ vui thiệt. Phát thanh được cái câu mà hài lòng thiệt á. Buồn đâu hôn này ngắt nhẹ được nha. Con có vừa đó ngắt nhẹ nhưng mà đấy đằng sau này làm một cái hơi 6 chữ nè. Mẹ rất là hài lòng. Thật sự là dốc ruột dốc gan ra. Ai đã từng học tiếng Hàn ở ngoài thì comment lại cho mẹ một câu là những cái nơi dĩ vãng mà các con đã từng học. Có cô nào dạy như thế này không? Mẹ dạy như này có thừa không mọi người? Hay mẹ đang tự làm khổ mẹ quá không? Mẹ dạy như này có thừa không ạ? Chứ bây giờ cái tiêu chuẩn nó bắt buộc nó phải là như thế. Oha won imnita. Chứ bây giờ bạn cứ oha won imnita. Rồi cô nào mà bảo hay quá, tuyệt quá, đẹp quá là phải nói thẳng là cái loại cô giáo đấy là loại đéo có tâm. Tao nói thẳng, tính tao như con Phạm Thoại Norin mèo phò ấy. Chỗ nào đéo có tâm tao nói thẳng là đéo có tâm. Đấy, còn các mẹ bây giờ cứ mất bình tĩnh sồn sồn lên bảo đít mẹ dạy đéo thì mày dạy kỹ, dạy làm dạy lớn đít mẹ mấy buổi buổi đầu sớm có một mới học đến buổi thứ năm cho mày đéo thì mà dạy như là đi làm phát thanh viên đài truyền hình KBS Hàn Quốc không bằng. Tao đéo dạy thôi, còn tao đã dạy là tao phải dạy đến nơi đến chốn. Cái tính tao nó ngang ngược thế. Cho nên là cố mà học. Quân tô gắt nhẹ ó wa nim ni ta. Được chưa ạ? Bây giờ mẹ mời Châu phát thanh 12 chữ là full câu đó. Vâng ạ. Cứ bình tĩnh mà ngẫm cho kỹ đi trước khi phát thanh làm sao cho đẹp một lần. Chứ đừng để có nhiều những cái vết nhơ xong mình kiểu dĩ dãng dơ dãi dễ gì dấu dím. Sau này nhìn lại nó mệt lắm. Con sẽ biết là cái buổi học ngày hôm nay nó trưng ở trên YouTube đến 1.000 năm mà Châu. Cho nên là con cứ bình tĩnh mà con làm đi. Giáo kỳ nên quần to hu ở ha con nìm nì tạ. Đỡ. Đỡ. Bởi vì mẹ vẫn muốn là nhấn cái chữ kỳ này sâu hơn. Và chỗ này nghỉ bớt đi một tí. Chỗ này sâu hơn nhá, mẹ đánh dấu cho rồi này. Chỗ này nghỉ bớt đi một tí này. Châu hiểu không? À, 여기는 원더후 어학원 님니다. 쿠 강 cho mẹ như này nữa này. Một cái câu chuyện rất là đắt mà gần đây chúng ta biết câu chuyện của Trấn Thành khi mà thị phạm bài hát đúng không? Ngoài kia mùa đông đã rơi. À, bà 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 bà. Nhớ không? Đoạn đấy Trấn Thành phân tích là câu này Bùi Anh Tuấn hát có ngắt nhưng mà là ngắt trong một hơi. Còn bạn thí sinh đó là ngắt đứt hơi luôn và lấy hơi lại để phát âm câu tiếp theo. Biết không? Biết cái đoạn phim kinh điển đấy của Trấn Thành không? Thì ở đây cũng vậy. Cái vị trí mà mẹ đang đánh dấu cho là chỗ này này, mẹ nói với Châu là ngắt ít hơn đi á, là ý là nghỉ nhẹ, ngậm nhẹ thôi á, và không ngắt hơi đâu Châu. Châu làm như vậy nè. Wonder who, thở, xong bắt đầu. Oh, wonder me da. Đấy, còn cái mẹ muốn là gì? Wonder who, oh, wonder me da. Wonder who, oh, wonder me da. Là đi liền. Cháu hiểu ý mẹ không? Vâng ạ. Ừ. 그러니까 다시 한번 해주세요. 네, 다시 한번 해주세요. 저...
Do nào do chả ở đâu ra? Câu này đè sâu xuống đi. Do kỳ nên uốn to hô ở ha con đi. Đúng như thế. Đúng là như thế. Ý là hãy đi vào, đừng ngắt hơi như thế. Chỗ đấy thực ra con nghỉ thêm vẫn được, nhưng mà miễn là đừng đứt hơi là được. Nghĩa là vừa rồi con vào hơi vội, đâm ra là con bị không kịp chuẩn bị tinh thần cho những phần đằng sau, nó líu chết mẹ rồi đúng không? Không sao. Ít nhất là mẹ hiểu rằng con đã tiếp thu được là cái điểm này, là mình hiểu rằng là không nên ngắt rớt ra như vậy rồi. Đó. Nhá, làm lại. 여기는 원더후 어 학원입니다. Kinh không? O học cua. O thành mẹ o rồi. Ha, người ta thành học rồi, kinh quá. Có mỗi cái việc là nói nó thành một hơi thôi mà sao mà khó mà phá đi tất cả vậy? Hoặc không thì bây giờ con làm riêng cái phần 9 chữ kia đi đã. Làm riêng cái phần 9 chữ đừng ngắt đi đã. Quân to hu ở Hàn Quốc nhìn gì ta? Làm lại một lần nữa luôn, nhanh luôn, nhanh và luôn, không nghĩ nữa, làm luôn. Quân to hu ở Hàn Quốc nhìn gì ta? Tốt, hơi nhá, tốt cái hơi nhá, còn cái này bị hạc này. Cái này bị hạc này. Đang treo ngang, rất ngang cơ mà. Quân to hu ở Hàn Quốc nhìn gì ta? Rồi hu hờ hít hơi rồi còn đâu? Vứt luôn rồi. Quân to hu ở Hàn Quốc nhìn gì ta? Con lại ngắt rơi ra rồi. Quân to hu ở ha quân nim ni ta. Tốt, phải như thế đấy, đúng rồi đấy. Thế thì bây giờ mình nối nốt với cả giờ kỳ nên quân to hu ở ha quân nim ni ta là xong. Cố lên nào, chung kết đi Châu ơi, chung kết đi nào. Giờ kỳ nên quân to hu. Nào vội rồi, sau nên này thở nhẹ đi, rất là sộc và sộc kinh thế, sộc là sộc cái chỗ này này. Còn cái đoạn đây là đoạn thở đi. Giờ kỳ nên quân to hu. Ở Hakuan lại đứt rồi hỏng rồi. Quân to hu ở Hakuan nim ni ta. Ồ, Hakuan chết luôn. Ở không ngắt chỗ nọ lại ngắt chỗ trai à, lươn lẹo à? Sáu này là sáu liền. Sáu này là liền cục fix rồi, không có thay đổi gì rồi. Quân to hu. Thế bây giờ đang được 9 rồi lên 12 thì phải làm lại 6 à? Từ 9 lên 12 phải làm lại 6 nữa hả Châu? Làm lại lần cuối ạ. Một khi đã nói là lần cuối thì đéo bao giờ phải là lần cuối luôn. Kinh nghiệm đi học của mẹ rồi. Nhưng thôi cứ nói đi. Giờ kia nên của tao. Thấy chưa? Rồi cái chữ ki bây giờ thấy ki quá trời là ki ngang tưng lồn lên không ạ? Giờ kia nên. Có nhìn cái dấu huyền đỏ chét chét ở đây không? Giờ kia nên. Uốn đa hua ở ha quân nim ni ta. Uốn đa hua là cái học viện mẹ rồi, uốn đa hua má. Uốn đo hu chứ. Kìa bạn Nhi comment cố lên Châu ơi kìa. Rồi nói nó lúc thằng em là học viện Wanda Hua. Quá dạ trời. Kỳ nương Wanda Hua. Tốt. Ôi dồi ôi. Ở Hạc Quân Nìm Nì Tà. Chẳng gặp ạ. Cái chỗ mà dò kỳ nương vừa thăm rất là tốt. Đấy, cóp nguyên lại cái đấy làm lại câu này nha mẹ. Dò kỳ nương Wanda Hua A Hạc Quân Nìm Nì Tà. A Hạc Quân. Ở Hạc Quân A Hạc Quân. Mẹ phải hỏi lại Châu ổn không? Rối loạn triều đình chưa? Thật sự ổn không? Có thật sự còn sức để làm một cái câu hát kho 12 chữ này không? Nóng lên rồi mẹ, ở đây. Nóng lên hả? Bên đây cũng nóng như bộ. Rồi bây giờ mẹ hỏi là có ổn không? Vì nếu không ổn để chuyển cho người khác làm nốt. Còn nếu mà không thì Châu phải nói là gì? Bằng mọi giá con thì mẹ mày con quyết tâm là mẹ con phải hoàn thành. Con phải dọn được những gì con đã gây ra. Vâng con ạ. Con muốn thế nào? Con muốn dọn cái sai của con. Thế thì con cố con dọn cho nhanh lên nhá. Chứ không là mọi người chắc là mẹ nghĩ là mọi người cũng sốt lắm. Và mọi người cũng nóng lắm rồi đó. Vâng ạ. Con xin lỗi mọi người ạ. Không sao đâu con. Tại vì là nhờ có con ý, là sau buổi học ngày hôm nay ý, tất cả các bạn đều sẽ phải có nhiệm vụ là phát thanh câu này và gửi cho mẹ để mẹ kiểm tra. Mọi người vẫn sẽ được mẹ sửa y chang như con thôi. Cho nên là con yên tâm là con không có lỗi gì hết á. Không phải con thì mẹ nghĩ là đứa khác nó cũng thế thôi. Những cái điều này, những buổi học đầu này rất rất là chậm, nhưng mà rất rất là quan trọng, và mẹ nghĩ rằng là sẽ giúp cho chúng ta về sau này đi được nhanh hơn. Nên là mẹ cũng không cần vội. Mẹ cũng mong là các bạn đừng có sốt sắng quá nhá. Rồi các bạn cũng sẽ tập trung và phải làm gần đấy thứ để mà nộp trả cho mẹ. Nào, cố. Giờ kỳ nên quần to hu ở hạc quân nìm nì ta. Nghe có vẻ sạch nhưng thực tế ra là vẫn bị lấy hơi ở vị trí này. Nên là phải làm lại. Giờ kỳ nên uốn to hu ở ha quân nìm nì ta. Wow!
Trời ơi. Trước khi mà mình đăng cái clip này lên YouTube, mình phải lồng thêm một cái đoạn nhạc kiểu như là chúc mừng bạn. Woo, bravo, cái này kia đó. Xin chúc mừng Châu. Châu được nghỉ. Châu được tắt mic để đi thoát y, cởi bớt quần áo ra cho nó đỡ bị ám mồ hôi, đỡ bị hôi nách. Vì là mùa đông mà mặc nhiều quần áo vì lạnh, sao mà người mà tiết ra nhiều mồ hôi quá là chắc chắn là sẽ rất là dễ bị ủ mùi hôi nét. Cho nên mời Châu cởi quần áo ra. Và mẹ nghĩ rằng là lớp chúng ta cũng nên có một cái sự nghi dài lao nhe nhe trước khi học tiếp đi, mệt quá à. Thật sự là cần nghỉ dài lao phải không mọi người? Tiếp tục xe đi anh em ơi!